Dạ vâng, kính thưa quý vị khách quý cũng như là kính thưa ban tổ chức và viên của ngôi nhà chung. Và lời đầu tiên thì Đức Viên xin gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và kính chúc mọi nhà được đa tài đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc bình hoa và chúc mùa Giáng sinh trong buổi tối ngày hôm nay ấm áp và hạnh phúc. Kính thưa tổng quý vị, trong không khí mùa Giáng sinh đang về trên khắp mọi thế giới, các con phố như nhộn nhịp hơn, được trang hoàng lộng lẫy hơn, tiếng hát chúc mừng Giáng sinh đang được vang lên khắp mọi nơi. Những chiếc đèn màu rực rỡ, cây thông Noel cũng được lung linh hơn để chào đón mùa Giáng sinh ấm áp 2017. Và trước khi vào chương trình khai mạc ngày hôm nay, trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị cũng như là các thành viên của ngôi nhà chung, chúng ta sẽ đến với chương trình văn nghệ chào mừng. Và để mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu chính ngày hôm nay để đến với phần trình diễn của nghệ sĩ Natasha sẽ gửi tới chương trình ngày hôm nay với bài múa Hoa Champa. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Quý vị có thể nổ tràng pháo tay thật lớn được không ạ?